Ông cứ cho. Ông chúng tôi đẹp và cảm to cái tâm lai ca để thì sẵn là ca hay nâng có đó vì thì ca chúng tôi không bị tình trạng đây lúc một chía là mấy mình nó cắt hàng ca bằng to ca tăng từ một đến đầu thì vô sạ xây xong chơi Thank you, Mr. President. Xong ở quân lục vật thiên, khi nhóm mình miền xâm nua bằng thêm ấy tiết lực lên, tại thật khi nhóm chúm bẹ mình toàn bàn prap ý ơn khám ai nâng bà răng nâng ăn lế. Cứ khi nhóm xong rệp rốt, phải xa bà răng xôn xôn bì bùm mùi, bùm bay, bùm bay, bùm bay prám. Khám ai cứ miền lệch xôn xôn, mùi bùm buôn, 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 bùm mùi bùm bì. Xong ở quân. Bà, ở quân. Chúng ta có những mẹ thông báo về tình cảm chúng ta có một vị cảm việc đầy lúc ở khu dùng phón là mấy mình nó cắt xuống đến đó chúng ta sẽ xây cái trụ rình xong chơi Bà xong ạ con lục thiến xong group lô lục xây cho crom xung group ông sao mà cả nên xung chấm riệp xua lục chụp rín khi nhóm bát chúng một quân sầm ổn chiêm về thì vì chiết bộ lục hiểu sầm phón hai tòa tiền ít khi nhóm miên sầm nuôi chấm nuôn đầm bầy sau mọi lục chay bình chẹ thì bị xét từ lư ai cả xa cầm nọt hai sắp chấm lời rồi bỏ lục chiêm mùi การยาไลสหจักรมสืบเกตจีเกจจับดามคุณสมอาชีสไรปีโลกโดยบานดังทาโลกเมียนปัญหาสกภีบให้ได้โลกบานตอวาปีมัสลมิงรวยมังหายจีมวยหนึ่งองจุนจุมเรียอมปีปัญหาสกปรกบนโลกได้อาจจะการรุมคานดอกการชลอยบ่มพลื้อบ้านละอหนึ่งปีการจองจำจะดามได้โลกบ้านบัญชีธาโดยสารปัญหาสกปรกนี้ทั่วไอโลกมันอาจชลอยบ้านละอในจมพัวมุกอังจมพัวจมเรียนในปีนี้แต่ตัวอย่างนักได้โดยสารอังจมพัวจมเรียบบ้านสมรจอังปีนิติวิธีนิรุหายจึงยมสมไอโลกช่วยสหกาดำไปคลายสำนูระบบเขียวมวยจำนวนหายสำนูอย่างนี้มีนเปียปอนเขียวมวยหนึ่งโลกเขียวสมพรโดยโลกบานเฉลี่ยหายทาโลกเขียวสมพรบานต่อว่าจำพวกมุกตลาการนี้ทากล้วนมีนโตเต้หายโลกกับบานคลายบ่มพลื้อเป็นเจ้าจูนองจำยมเรียสนาสมอดอกเล่งโลกคือสมพรฝังได้ไอต่อตอนนี้ขยมสมไอโลกช่วยเป็นเจ้าอัมพีตำเนี่ยตำนงโลกชิมุนโลกคือสมพรแต่โลกบานคลายรุ่ยมาหายทาโลกปมบานสกอลโลกคือสมพรปมบานจูบโลกคือสมพรจีเล็กขนาดตัวนุตีโดยฉะนั้นโลกกบันบานดังปีกลางเยอรบลูกเคียวสมพรจับบอลได้ปัตย์มันเป็นนิติโลกบานดังกิจการมวยจำนวนได้โลกบานทลายรวยหมกหายหายต่อตอนนี้ขยมสมส่วนโลกอันปีปัญหาชุนจำรานสมปองอยู่บกเกาะนังปะกจุนดานมีนในขนมไอกระซาอีใบหรือใบรอยหอกสมุยเลขอีโอเอ็นจีพิซาขมายโซนโซนดับประบุนสายสบุนหอกสบุนหาจีพิซาบรังโซนโซนมาเพย์ประมุ้ยแปดสับประบายแปดสับมุ้ยชีพิซาอังเล่โซนโซนจัดสับประมุ้ยหกสับบุ้นสายสับประบุ้นดอกห้าสับ
Nước không tâm bộ tỷ bầy chỉ phía giác mà đã chỉ cầm nót hai sạp trầm lại rồi bỏ lộn nữa. Chúng xong an chún nơi cơ thạc khăn trong cơ hội muối. Đại lộc bàn thiệp rộp thạc nhóm mình đã chuộc khi xong phón yên xử lý yên thị rất rực đổi tỷ. Miên mần nu bầy bọc hết nơi không bỏ cỏ cỏ. Bỏ cỏ cỏ nữa. Tổng đồng chỉ lộn dưới ông bị bạc cùng mình đi Campuchia. Cứ miên chuân trầm rãn xong phón dư vật có nâng bạc cái chuẩn. Lúc bạn bằng chơi rồi hay xong tôi xong an to tiết đại miên pi bọc hết và bạc cái chuẩn miên pi bọc hết cứ bạc triếm nâng bạc bình sân khắn khi xong phón chia xong mà chất rồi nạ xê chia môi xong đại xe nụ khắn bò có pra xong mà chức rạng xế chỉ nhẹ cả tốt xâm rạp tầm nhẹ tầm nông chỉ mối protein nhìn nía lơ bị phục lộn. Bà khăn ông nít trong trang bệnh trẻ từ lơ bịa bay mát đại lộc bàn bà cư chuôn trầm rán xâm phôn dư vật có nâng bạc cái chuôn. Lộc bàn bệnh trẻ rồi hai tha lộc mình dư lầm ất ẩm pi bịa tha xâm phôn dư vật có tê. Bạn ta lộc ách bệnh trẻ bàn tế chung phua biệt tha chuôn trầm rán hai nâng bạc cái chuôn nó xong lúc chui chlai mình chạy con nè lộc mê thị ví để bàn xu xong lưu lưng đi chuôn trầm rán đi khi ông gần xong bà chạy ở tình đây tha chuôn trầm rán nâng cái triêm bà chôl tao xong quan dụ cọ nâng ຈົນບຣານນັ້ນຈົນບຣານເຕຍຖ້າຊົນນັ້ນບຸກຄົນນັ້ນສະກໍາຄະຫານຂອງການງານນັ້ນគេຈັດຕົກຖ້າຊົນບຣານປານໃດສະໄໝນັ້ນគេຊື່ເຮືອພະນະໄດ້ພະນະໄກກໍຈັ່ງໃຫ້ສະກໍາລໍຫຼືການງານគេຈົນບຣານນັ້ນດໍາໃບຈູລໂຕສໍາພັນຢູ່ກໍນັ້ນກະນັ້ນគេដាក់ຫາຖ້າສະພັນຢູ່ຊົນກຳປູເຈຍ อันนั้นคือที่กําลังสนูสําหรับได้สตามออยออยรอลปะกิจุนกัมพูชาอีจังคือខ្ញុំសូមភ្លឺខ្លីសម្រួលនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាជនចម្រើននឹងមានទូនីតិធ្វើអ្វីដែរសម្រាប់បកកុម្មុយនីកម្ពុជា อัตนี้ดึกบัญญัติมิ่งนี้ខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីរបៀបនៃជនចម្រើនហើយជនចម្រើនធៀមជួលសរយុគកនឹងជនចម្រើននឹងគេមានសមាសភាពល្អកសិករក្រីក្រឬក៏អ្នកកណ្ដាលហើយជននឹងគឺជនសកម្មការងារដើម្បីត្រៀមទៅសម្ព័ន្ធយុគកនឹងថាសម្ព័ន្ធយុជនកុម្មុយនីកម្ពុជានឹង อันนั้นขยมไปเจ็บบานเฮ้ยอ๋อเฮ้ยไม่มีบาสมอกุลแต่เปียจุนจำรานนี่เกี่ยวกับจับปีเปลนาเราโหดเอาเปลนาได้ลูกไอ้มาเจ็บบานตีเทระวิเลียบอกเวียนั้นขยมมันไอ อธิบายบานที่เป็นเปลี่ยนเดลกำลังนี่เด็กไอ้กำลังท่าชีชนจำรานบานนั่นคือเจงปีกาก่อสร้างบ่สัมปันอยู่ชนกัมพูชีนั่นเองฮะท่าสัมปันอยู่เกาะนั่นฉันกรอบกาองค์เพียบมุ้ยเดลเมียนกิตาสัมปันเมียนสโนลนกนงนั่นให้ก่อสร้างกำลังนั่นฉันจูนกาลปีมุนหม้อกิเมียนวิธีไปจูนฉันเท่า ตอนที่สปอนยุ่งชนน้อยชนจุ่มร้านนั่งลูกตรานะกิมเมียนกรมการเงียกระทะขณะกรรมการยี่สมัย
thì nước khơi thay chôn nước ai chôn đâu sập phòn bàn hơi chôn cá vì bên thế là mình liêu việc bay khe đi có cùng vui khe chẳng ai bị chôn bàn đấy cái điệp chồng thơ vị thi chẳng đâu ai miền mê cái nông nước đó là mẹ để bị chôn đâu mà trước nước đó người ta bạn bình sân bạn chôn bình sân năng hay bỏ bỏ ăn miền là bạn bình sân năng thế mà chôn vụ năng ngồi tàu về sập phòn năng bán thì chẳng miền mê nông năng thì họ miền chỉ vài khe cái nạn nông bon bị đang bị phá phía xa cái nạn nông bon rồi có cái nạn sông bị phá phía xa chỉ vài sông chỉ vài khe thì nắng kiếm phải dồn phần nắng họ bị bỏ lỡ bà sầm ở cún nhâm sôm ở lục bình chè bằng thay bằng tách đời xa bánh bánh nhâm sạp tới hạ đôi chỉ miền phía tôi kia rồi viên chuyên chấm rán hay năng sầm phần chịu vật cọ thả tá nhận na cán môn nhận từ 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 châu không chuyên chấm rán muốn rưu môi cọ châu không năng sầm phần chịu vật cọ môn môn khai từ chia bạc cái chuyên sầm lục bệnh chia sang chia thuê trong chấm rán đi mà chuyên chấm rán cán môn chuyên chấm rán hai bàn ai từ châu từ sầm phần chịu vật cọ bàn bà sầm ở cún chấm bùa cả bệnh chuyện đi bận sầm nuôi bao nhiêu mặt to mặt tiết nhầm trong xua lục địa tôn từ nâng thả lục khiêu sầm phón chia sầm mạch chia nạp xê chia mùi sầm đại xê nụ lục ai bệnh chuyện ban tế âm pi địa tha nạp xê nên miền này đôi mặt đại đại viện đi nạp xê nâng trong chị bạn thu về sắm máy nâng cái bánh chay vẫn nặng cái tháp về to su với chi chiết nâng việc tháp với chi chiết nâng ăn từng đi nâng về về phải chi lục về đặc nom khi ông nâng còn về nhẹ rừng nâng ba đây với to su với chi chiết đào với chi chiết nâng bàn đi tháp ở mô cục chân chiết nè miên nè cro bạn nhà chôn bạn nhà văn để lại chôn sạc để phù mấy đứa chôn ruộng đâu có nông chọn là to su bỏ kia ngó nông nạ xê nâng nâng kì hào ta còn lăng là nạ xê vẫn là lúc mình to nói vì dô vì con chẳng mấy giờ nâng hiểu khăn vì dô lên chân chẳng khăn ông nâng ca co sang sân nô đi bà kìm lực rưng nâng dùm một dưới nếp việc miền chênh tăng vì bạc cung đấy cảm bị chia cả lạc mô nó vẫn vẫn thế không sống ngập nâng chẳng lo chất dập chất muối chất pi chất bay nâng phải chia lục khiêu sống phó nâng còn nè si chùm rôm to luôn còn ông pi bánh hà nâng vô lấy còn nơi phù mục ấy xua còn nó còn đăng ấy còn thế mua hết để trong lớp bánh hà đi bia cạn này đi bia bia cầm lăng đi cái co sang cho là đi tăng vì chật bay nó miền cầm lăng snow cái được điểm đi biệt bạn đặt nom nâng chẳng phải nâng cọt rồi vì học bay cọt đi tê luôn mỏ cọt nâu cũng bắt tôi cũng phung pư cũng buồn nâng mê mê được bỏ nhóm khi ông nâu nia xa bỏ xây bỏ này bỏ sửa lươn đi bỏ xây đi quạt tay tay tập bị chung chỉ vui tập mốc ấy còn dây tha để đọc kêu pho nắng lục chia phải nhà chuôn còn mình chua không cọc khăn cầm lăng snow bỏ tặng cùng đi cả bị chia nắng thế à nó không lo không dây vì vì chặt bay được hốt thôi nè chặt pram nắng đỏ chặt pram còn đa tu chia một mốc rót ấy còn chua chia chân trai bỏ mấy chấm mấy nâng khi ông hồ sử mạng phép nhầm vô lấy chẳng chẳng to khuôn con nâng đi nâng lộng mê thường vi bị cổ môi con đâu rương để khi ông ẩm nạm nàng đi đôi khi ông khơi thà khi ông chuẩn lo nâng lộ khiêu dùm phò nâng buộc mẹ của họ cứ bành chay chìa dùm ngạt cho phô lô thôi phần lộ đăng luôn luôn mình đăng khi mình đăng thấy buộc nhom không biết sai sai là hết cho vui cót
miền nhiệt chỉ mũi quạt đi phần đó mù hết để trong hiện làm nào đáng ấy cứ đòi trong đâu dùng mũi mê anh mê nhóm nó thì đã thì cao vào khai tập quân nó phải thì nhóm ban rải rạp mò hơi còn chỉ xin là thì ca vô thiết khai tập quân lục mê thì ví chẳng trong à thì bài về đâu kể sẽ đạp một toàn chẳng không sẽ lo năng cứ nhóm một nằm nát không sẽ lo năng là bay chun từ lá cá này ấy mà sân na chỉ lo từ mục tiêu to luôn con con phải chia rằng mấy chun từ lá cá đánh chia rướng to luôn con thế và nhóm nhóm giấy không sẽ lo đi mà sống chia phần năng này. Bà xong ổ cún. Xong lúc chú ý bình chạy ông bị biết đời lúc bàn bình dù làm bánh bánh thà miền ca bánh chạy chi xong ngắt chỉ mùi lúc khiêu xong phòn rồi viên bạc của mình đi Campuchia ní lúc ai bình chạy bàn tế thà ca bánh chạy chi xong ngắt ní nông cọp khăn ở vấy hay đam bây ở vấy đấy. Lúc xong đuôn đi khi ông xong chụp đẹp thà bù hết để cái bánh chay nắng để chụp bù một quạt đấy lúc khi phòn nó cái đặt quạt thà bánh nhiều quán bánh nhiều quán để bánh nhiều quán nắng hay để cả bánh chay phủ cả nắng mày có hóm cái bánh chay mà nặng và hay là chỉ cả bánh chay vẫn nặng nên mình men bánh chay ta mùn than đọc của Palmesa ấy đôi khi nhóm riêng rộp còn lo mò hơi ông bị bệnh từ cả nước Campuchia nên sông bay vẫn nặng rồi viên cam mà co rồi viên cả gì co cro cả gì co còn đa cả gì co thế nào lớn nên giáp nào được chứ nên bóng ôn để miên từ đây phải chia ấy riêng tại chấp vì nụ vật xe lai lang tàu về nắng cứ bọc ôn mà chỉ muốn lẹ lẹ phổ quát nắng ấy ở đằng thế lẹ phổ quát tha mình miền đi cọt cỏ hay mình ba riêng phục phục thế cứ phía trên giờ máy đang cứ cà bật lẹ vì phổ quát luôn ấy bảo ăn lẹ thế mình nuôi nắng mình ai chỉ nuôi là o thế phù không cho ta co sang mình nuôi ôi tôi chỉ mình nặng cam có luôn đang ngay rồi xa cả bánh chay mình nặng cam có nâng cả gì có này hơi để người ta và hết chỉ không ai xa tung lên phần lắm phải chạy lưng nâng chờ anh đấy vẫn nhom mình biến tập hầu chẳng nhom ăn thịt bay bán thế về vì ai dễ tha ôi chuẩn Campuchia thằng mua lắm ôi tôi chỉ mình nặng cam có chẳng vận nạn cam có bậc chẳng ăn thịt bay tấu về lìa về thời đại về lìa mà mau đi nhom để dây tại anh lục ở bàn xu thế chẳng nhom sự khép clay chẳng hay lục ai chuốc sân để dây thì mới lục khi được phan to tấu cùng khởi nhom một lần chẳng tha nhom hay lục khi được phan nó miền từ nhẹ từ nuông ấy còn tại còn tha nhom đâu không mấy chỉ nên xa không được lo chặt mui chặt pi đấy nhom tầm mốc đại chia sân nô phụng viện này đây đặc non còn lăng sân nô thằng mu là than thằng vô thiên nó còn tay nó dễ bị phanh hà nâng phần là cọt nâng trong chưa thà cọt ăn vô đấy phụng viện nâng cọt có cá pia bò vô thiên đây bởi sân này chỉ cọt khơi nhom rực nhom khơi cọt ấy nhom cọt lưng đâu không mấy nha có hai chị mình cọt nhom đấy nhóm phía chân nhóm cà phê thì mê tọp ấy tàu bị chung ca nghĩa ấy nắng chẳng hãy bàn chìa nhóm khơi tật tập hiệp nắng nhóm bàn lưu tật tập hiệp nắng đòi tọc luôn nhóm hãy nhóm bàn sạch chai chìa phụ mục ta tập bọn này ấy thành dễ ấy để bật dễ để sạch chạ nắng về nắng được mê còn dễ chứ thầy kia dùm phó nắng gọi phải chứ còn đăng thả về nắng kia cục bông đã có sang chân bà hơn có sang sập phần dụng cọ rồi có sáng bạc cái chuôn ấy thế ấy bảo cọt chuôn cái tàu tàu chân của bùi lăng tàu hốt đó cọt lăng chân trái chân nằm khăn ông chân lọ nâng tàu tiết nâng
nhóm xong ở thiên sái nhóm ở bàn đăng thế cứ nhóm đi dưới trọng cho phụ mục ông sao là cá cho phụ mục mê thường vi để chọn đăng hết phần năng chẳng hỡi ở ní con cá nằm năng để nhóm chun một là cá đấy cứ nhóm trong bị chuyện tha không chỉ lọt cho nằm năng năng xong việc dễ hết phần năng phụ cả thêm để dễ đến việc mà mặn mặn nhóm trong rung trăm về thì bị bỏ cọt năng xu rương năng nhóm bởi vô lộ phí bánh hà nắng thì lục chiếc lục ai xua con lục cột đâm luôn cột ấy còn phí bánh hà nắng nắng sông dưới clay và nắng bà xâm ọc cốn đòi xa lục chia sạ xây nâng tí ní hình chân phía rạc cách chạm bách lục trời cho lời chùn ông chùm chùm riêng nhập bên ní hay lục hiệu dùng phón nâng cho lời bệnh chuyện nâng phê cao bà chẳng nhâm sông xua lục to tự tiết đó sao lúc chi mần trời vô thiên mà nẹ tăng bì môn chân nam mùi bọn 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 chun ong chun nung chun ria nghiệp bên ít hà ta miên phiệp khó khăn nhiệt tế rồi viên cầm lăng ra nạ xê nâng cầm lăng ra bọ bạc của mình đi Campuchia miên cá bay anh chay tế tăng bì môn chân nam mùi quan bằng mùa rồi chất sắp rằm nụ màu nụ. Nhóm ẩm banh mình nếch nhóm ban thơ ả tha thịt bài bì rương vần nạ. Việc con tha sẽ may to su bì chi chết nếch nóng chẳng lo. Chất sắp chất mùi chất bì chất bay nếch. Được nhóm ban thịt rộp chùn lộ mê thịt bì hơi. Hay rồi hốt đó chất buôn chất phám nó cứ chiên mà tầm nạn tiết cái hai thà to su chia thập tay chia thập tay nó nhóm khơi thà tầm nạn ca để mui được mui nó về về mà đang thà chia thập tay nó giang mấy cụ bịa chia thập tay nấy mà tôi phải cho bọn nấy có kỳ prà hay sẽ mấy nhóm nó thà to su chia thập tay nó chia thập tay nó cái thà phải mua đông một lần một đống cà nghề chẳng vì chấp đam rất là tăng tăng vì năng máu là hốt máu không gặp khăn đi ca ăn vặt bò mày có hòm nó người đàn ca bị chia thành tay nó cứ tăng tăng vì năng máu chẳng bàn anh đi về nhóm lớn đấy đôi chỉ riêng thì tiền nuôi chẳng bờ nhóm đi tiền rương năng vía đi tiền tàu Việt Nam rồi khát đó bên lia sầm nuôi chẳng bạc nhóm khánh chủ lia tha vía bỏ bùa bông cầm lắng và cả thả cả lắng cái thả cầm bỏ bát đáy rồi chập đầu mà nó vắt tăng pi năng mỏi còn thọt năng cô miền bảy hà năng phải chia riêng dương mù than năng cô miền bỏ bát đáy pi năng mỏi hốt mỏ bà xong tôi lục chúc rấn vậy để nhóm trong đăng ở lục bệnh trẻ nó cứ tiện tôn từ nâng hiệp khó khăn nhiều viên cầm lăng là nạ xê hay nâng cầm lăng bạc của mình đi Campuchia lục ai bệnh trẻ bàn tế ở thì họ tham miên cả bàn chạy cầm lăng là bỏ nạ xê xê miên chia cầm lăng to với cầm lăng rọt ba cầm lăng ấy chết đám hay cầm lăng là bỏ bạc của mình đi Campuchia nó miên xê hay đã chẳng bị cầm nâng mình thuê cả còn ta chỉ ca sạ ca cái này rồi mình miên ca sạ ca cái này không lẽ khăn miên cầm rắt nông cầm rắt na ta lục ai bệnh chạy bán thế trong chấm đoạn đi nhóm ai kiểm điểm chụp bàn cụ pel nắng pel có phong bị chôm mục sừng kềm giang sừng thô sừng thơ lục mê thì bị vô lai hay lục thì mê thì bị nó đang trên đầu thì ná nấu cái lấy ná thế phần bờ sân ở chiếm miên ở dụ quay vì xe sắp chân nắm lãng tấu lục ở dụ vì bệnh tử ca nấu Campuchia hơi ở bên lãng Campuchia rồi bên rọt vào hà đọc bầy mê ná chất sắp mơ sự kriếm bàn cất việc bình bệnh tử Campuchia
vì sẽ nấu khét khi nhóm nâng ít ra chôn dụ bài dùm khăn nâng nấu khăn của bốn ní ít ra chôn dụ khăn miên lô hù nấm lô hù dôn lô khiêu dùm phó ní lô hù nấm lô mà nấu khăn sọc khi nhóm ní vầy vầy nâng tay ta chụp lô tay để chú ý lô lẹ băng chỉ châm bảy bạch xe ra lúc nó lên lúc khi phán quạt chân tôi khăn trong phung phư và tôi phân khăn phụ mà đâu mà cả thùng cả ý nhắc thì chúi có con chào khăn mẹ thầm mốc không anh chẳng ấy bê nắng cứ phổ mô tôi ngó ổ lô tôi ngó nắng nhóm lực mà anh thà bê để cho ra cái đạo của cục nắng nhóm lực mà anh thà lúc khi phán lúc mình miên ai dụ chỉ vượt đo ngày ní thế vụ lộ hồ nâm hồ dôn ấy thấu mê đất nông của mình đi lại chỉ vượt lộ óng lộ vụ lộ nó khai năng nó khai nhóm năng bạc nhóm đăng rưỡng năng chẳng cụ ôi sọc đáy này bê lắng cái mê đất nông cái thao vấn nạ cả dịch con nè đất nông cả một con nè đất nông năng vụ tầm mộc vụ ấy nấy tại tại để dây con tha pa nhập văn pa ấy nắng cứ miền phep sleo vây miền phep to su đại kha đấy thế chẳng hay luôn con còn dồn mình dồn về về chỉ riêng rồi bóc con nhà ban chụp riệp chú nó ăn sao mà đa ca bị đau mày chẳng có nông nắng có phung thằng vây sẽ kiếm có phung thằng thâu thâu chết lục đang ấy vụ còn thọp lục luôn nấu miền chụp nuôi thúng nè khi ở Mỹ cắn nó bảo thà lục chập đâm thì hiện bỏ lục lên nó còn chập đâm para vút của phượng thung ấy còn nóng hà sập mà rồi ấy bánh mà thứ ngày vào lần nghĩ có ăn ọc cọp đấy ấy lục đăng thà thân hạ sự kiếm nước Campuchia pi rồi dục pi rồi thứ ngày đi lục ấy bê hà pi bảo thà quay cho mà đón sự đừng sột mà đây ấy bộ nè mình chụp bữa tiền nó anh nôm đã khó ấy nếu như nhóm lớp bị tất tập hiệp nước Campuchia không chỉ lo luôn chẳng hay miền cho na cũng mình đi để đòi sống ngặt bằng phốt nắng cứ miền tập phẩm mô lên mô cục lăng nạ xe ấy chẳng bà nhóm tha sập đại ông này dương nắng lộ ọt bàn vô bị tất tập hiệp nước Campuchia không cho na chật sập bay chật sập buồn nắng thế ấy cái cái có cái khổ sna tây không phải chia riêng tây không còn tốt nữa thả tục lục đôi tộc ta mua chẳng thấy rụp lục vô ba hết sập đại ông môn lục riêng tìm một con ấy có lục mê thì vì chia riêng tìm ba nhà con ấy con tây này dễ thả con đôi nô không cục mày khó không quen nữa mình đại ban chụp chuẩn rùm chia thế hay con nô thật đại tu thư bật thiên là hô con tất trong khỏi gọt đăng luôn gọt nó gọt lia chạ từng đấy nữa anh ấy về sẽ tới thiệp bất ở Campuchia về miền chân hay lục kêu phong nữa lục bờ thiên cái đạn bờ thiên rót từ mấy cái đạn niêm lục cái đạn bờ thiên rót nó ngay trong mình cái đập mình bán và sông nhưng sông cắt lục thầm đấy về khi nhôm đừng xua lục vẫn tham thiết đầm bầy ở lục bên chợ ở căn tại chợ ba chân ở vây đã lục trong miền bắc sa hàm bánh bánh ní cứ miền này thà về miền cả bánh chay rồi viên nạ xế hai nâng bạc của mình đi Campuchia còn tại cả bàn chạy nó vì chỉ lẹ nạ chỉ sầm ngặt ta lục trong miền sang chân mên thế nấy chỉ cả bật lục mê thử ý bà xâm ọc cốn chứ khi nhóm xâm ở lục chôn mà không sau này Campuchia bắt chia thập tài vĩnh không ca ăn ở vật chợ sài ta mà vây đại lộ bàn đằng bàn lư bàn khơi ta pạ của mình đi Campuchia có đôi chia sự mà chất robot pạ của mình đi Campuchia bàn propert giảng đôi mặt đánh đáy chấm pua lục hiệu sầm phòn đại chi đại miền ở đất cao chi cầm lăng rạn xe chi panya chun nó bảo biệt thiệp từ nâng bạc cái chuôn đài chia một cuốn đài miên ca to su chia cả sĩ co cây cò nụ mà lục ai chui bình chuyện
thưa cả tiếp tiếp chúng tôi đi bàn thế. Bảo quân màu vì bánh hà ni để nhóm bàn lợi khả nông rừng đi vì chôn lợi khả nông chậm lời rồi bọc nhóm đi cứ đòi còn lo màu đi nhóm mình đề bàn khơi lâu kêu thầm phán chôn luôn bị chung này nóm khả nông cảm bị thịnh dô bài rồi bọc phụ bạc của mình đi Campuchia mình đã khơi hay mình đã chúp hay mình đã cái tí miếng ông phí chứ mục rồi bỏ con tí bằng vô con này chị ạ cũng băng rồi bỏ mê đất nóm có nhóm mình đăng đấy bằng đời nhóm chưa tha mà hai chốn phía trời nè dù khơi tha lục kiểu dù phó này thì mình đủ miền sẽ chạp hiếp nè hay bởi khi ông bị dây vì phổ vọt con thọp được bạo về tình yêu đến con và hay là chỉ con ban thật thâm sọc sát đáy tức phân yêu vì tây ta cả là phần năng thế thầm thầm khi ông chua lúc nâng ở khi ông sống lực tập phần năng thế bà sống ốc cốn bất đắc sa miền bắc nhà bỏ prai chẳng chấm từ bên dưới về mặt tây làm bay ở cả bỏ prai chậm môn đi mặt tây lục bàn miền bắc sa ông phi cả lẽ pro vật rub nước nông rồi bỏ cam quy chi bắc chi thập tây cái đôi chi tăng phi môn sau cam quy chi bắc chi thập tây ta lục ai bệnh chữa bàn tê tha đội lục khiêu sầm phò ní còn ai lẹ vào bọt rụp bọt quạt bàn tê hơi thật ta lục bàn đằng pi vào bọt rụp bọt quạt thật lọt thưa ca nông chua rich ca pi môn màu nu giang đôi mà đánh đá vì miền thiệp cho trai là bay giang mấy đài ai thả ai quạt lẹ và bọn rụt bán rư gọi mình ảnh lẽ và bọn rụt bán luôn bà phụ bánh hà ní về nghề sử dụng nâng phụ dụng nâu hẹt phòl ná phụ cá nâng khi nhóm bánh nâu côn sắc nâng kê tay tay đi dây cá lâng máy gọt thư đoàn trái cá lâng gọt kháng căn càng cơ xuống để nhìn nắng hay đào cát tổ tụng nàng ria nắng lục tổ bị chung mấy tay là cái vô bị phía ta lục miền lan chi kê thế nè lục chi thật con tổ vừa càng nghĩa vụ lục thần lành ria nó hay còn để bày một dục khăn nó cứ còn gì ấy về sụp mai thiên mà đó này chẳng ấy bạn vừa rồi quạt nó mình ai lẹ bằng nấu rừng rào nâng thế rừng rào để cất lăng chụp nón cất rột tranh vì đi mở chùa nấu nông pri nó có cái cọ cất bài cất lẹ mình bán đấy phụ nhom không mấy có khi đang thay cất chìa bánh vòn bọc không ai dưỡng muối nhom chụp óc này nó cứ cọ bài nó mong hay cất thầm lẹ luôn nấu khay tụt bột nấu của phụ phụ nâng tiết chẳng ở địa phương lắm thì chắc đơn thà lục kiều sầm phò nó cứ chia ba nhóm vận bọc mày mùi hay sầm mày đắk nông để còn thử từng đàn riêng đây thử rồi đây đây nó còn chia một con vui sát om mình phục nuôi mình ấy đấy dùng sầm rập cùng ru mùi đào chôn chia Campuchia để cua ở group chẳng ấy ban ba nhà nick dùng đặt không ở Campuchia bọt bằng hai để ông là cá đấy chiếp ở phía bên hà nắng hay hết phò của lò mổ nắng còn dồn luôn còn pika tha thì bài bọc nhom để lục mê thì bị đánh đòn hay nhom xong lực clay phần nữa bà xong ở cún chấm bùa chấm lại bỏ lốp xum nô bàn to tiết chấm xong ở lục chui bình chè ông pì ông nai
របស់ លោកខៀវសំផនតើតើក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកខៀវសំផនមានអំណាចចេញនៅបົດបញ្ជាឬដាក់នៅបញ្ជាឬក៏ចូលរួមក្នុងការចេញបញ្ជាក្នុងជួបៈក៏ដូចជាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្នុងជួរកងទ័ពរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេមានគ្មានតែបន្តិចតលទៅសោះលោកខៀវសុផននោះមិនដែលឬទៅជាតបណាដូចមានឥទ្ធិពលទៅលើយោធាឬក៏គាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើខាងណាមួយមិនដឹងទេបើយោធាខ្ញុំខាងយោធាហ្នឹងគឺគ្មានតលទៅសោះមកគាត់ថាយោធាហ្នឹងភាគច្រើនអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់គាត់ហើយប៉ុន្តែគឺគាត់ហ្នឹងដូចជាគ្មានណាយទៅវិជាខាងយោធាហ្នឹងគ្មានតលទៅសោះមកបាទសូមអរគុណនៅក្នុងឯកសារដដែលគឺឯកសារ E3 លើ361ត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរ00 19 44 72EON ជាភាសាបារាំង00 26 88 91 EON ជាភាសាអង់គ្លេស00 76 64 58នៅត្រង់ចំណុចនេះខាងការិយាល័យចក្រមសហចក្រមស៊ើបអង្កេតបានសួរលោកថាតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមតាមការដឹងអំពីនួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនឬទេលោកបានឆ្លើយថាខៀវសំផនខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះគាត់មិនដឹងរឿងច្រើនទេគាត់ជាកម្លាំងរណសិរ្សមិនមែនជាសមាជិកមជ្ឈមទេហើយអៀងសេរីខាងបរទេសខ្ញុំមិនដែលបានស្ដាប់សម្ដីគាត់ទេនៅក្នុងចំណុចនេះពាក្យថាសមាជិកមជ្ឈមដែលលោកបានលើកនៅទីនេះតើលោកចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីសមាជិកប្រជុំនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយហើយសមាជិកភាពដឹកនាំឋានៈថាបើឥឡូវនេះគេនិយាយថាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលមានចំណុះរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណហ្នឹងប៉ុន្តែសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺដឹកនាំអ្នកដឹកនាំហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់តិចណាខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយមិនបានទេមិនបានអស់មិនបានលំអិតទេរឿងអស់នេះបាទសូមអរគុណដើម្បីជួយជាគំនិតដល់លោកខ្ញុំសូមបង្ហាញឯកសារដដែលត្រង់ទំព័រ00សំទោសជាភាសាខ្មែរ00 19 44 69ត្រង់សំណួរដែលគេសួរលោកថាតើបកមានទូនីតិដូចម្ដេចនៅក្នុងកងកម្លាំងយោធាខ្ញុំសូមមិនអានទាំងស្រុងទេខ្ញុំសូមអានចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំចង់សួរលោកបានឆ្លើយថាយើងមិនមានជម្រើសទេ
ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បើពំនោះសោទេនឹងត្រូវបានចាត់នឹងបាត់ខ្លួនពំខានក្នុងចំណុចនេះការប្រទៅតំណាងសហប្រជាញ្ញាក៏បានសួរលោកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរត្រង់ពាក្យថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះពាក្យដែលលោកប្រើមុនសំណួរមុនដែលខ្ញុំសួរលោកតាកតងនឹងមិនឆឹមហើយសំណួរហើយចំណុចត្រង់នេះចម្លើយត្រង់នេះលោកបានឆ្លើយអំពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នោះ អានេះខ្ញុំសូមពន្យល់ពីរឿងនេះឧទាហរណ៍គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅ Nong kapo nung ku mi miên ba kati gada chen trai bo ba kumini hung. Ta ba tien na ti hot up tien lo xong ba tieng ba tien a chen trai tầm nang oi mi chim ba nung. Chang ba gada chen trai ta tầm bright ta tầm ta tầm ta tầm ta tầm ta tầm Nâng cứ cái miền tiếp, cái đại chân trái nó tạm khai tạm sọc chân tâu tạm con thọp chân tâu. Vì miền chỉ cá riêng bó krom cái đại chân trái này bạc chôn bó bạc cùng đi Campuchia nâng tạm khai tạm mùi mùi chân nâng kìm lợi thị họ khai bằng nâng xong lúc đi thị vi miền tùm đua tiền. បាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នាជាពិសេសតកតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរវាងមជ្ឈិមពាក្យពេញថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមហើយនិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នោះបានទេអំបីមិញលោកបានធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងខេត្តកំពតរបស់លោក តើលោកដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នេះដែរទេថាតើវាការងារខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចលោកសួរពីការងាររបស់មជ្ឈិមបកហ្នឹង ខ្ញុំមិនយល់ទេមិនអាចបញ្ជូនលោកមេធាវីដែលចង់ដឹងចង់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបានទេព្រោះអានោះវាលើសវាខ្ពស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហ្មងតាំងណាចំណុចណាដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានខ្ញុំរៀបរាប់ជូនភ្លាមមិនដល់នេះវាលើសតាខ្ពស់សមត្ថភាពបាទសូមអរគុណ ចុះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកមិនអាចធ្វើការបែងចែករវាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៅថ្នាក់ជាតិនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានទេអញ្ចឹងមែនទេមិនមិនឯកភាពហើយមិនអាចទៅនិយាយបានចំទៅគណៈកម្មការរបស់មជ្ឈិមទេព្រោះបើ ខ្ញុំនិយាយទៅគូតែមិនចំបញ្ហាទេគេថាវាមិនច្បាស់និយាយបានទេបាទសូមអរគុណជឿនៅក្នុងឯកសាររបស់លោកនៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកនៅការិយាល័យជាមួយការិយាល័យសហជ្រក្រមស៊ើបអង្កេតនេះខ្ញុំមានឃើញប្រើពាក្យជួនកាល គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជួនកាលគណៈមជ្ឈិមហើយឈ្មោះបុគ្គលដែលប្រើនៅក្នុងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមនោះមានការច្រឡំគ្នាបានន័យថាជួនកាលទៅក៏ប្រើពាក្យថាមជ្ឈិមទៅជួនកាលក៏ប្រើពាក្យថាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅអញ្ចឹងពាក្យដែលលោកប្រើថាមជ្ឈិមឬក៏អចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងឯកសារជាមួយនឹងសហជ្រក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងអស់នោះគឺលោកមិនអាចធ្វើការបែងចែកច្បាស់ថា
ta mùi ná chia cả nạ cam mạng tài ca chân trái rư mùi ná chia cả nạ cam mạng tài ca mạng châm bật bạc tì đối kinh nịch đài ta anh chân trâm trái tế miền ạ nây khắc nhóm bàn bị chia anh mình trâm trâu hết tham thường nguồn đáp bay bản chia trang chấm nói nick nhằm xôm lực ở tiệt hò nước nông ai cả xa đất đá cứ ai được cả xa y bay lơ bay rồi học sầm mùi y ở anh chia phía xa khmer sôn sôn đập rầm bún sai sập bún học sập rầm EON chi phía xa bà ráng, xôn xôn, mà phê bà mũi, 8 sập bà mũi. EON chi phía xa ăn lễ, xôn xôn, chất sập bà mũi, học sập bún, hà sập. Khiêm xôm an chún. Nếu bên nó Pol Pot chia lê kha cả nạng mà chấm hai mê đặc nòm tròn khu miền nuôn chia tạm mọc xôn xên yên xỉ rì chấm xong. Ở lúc bình chạy thà, ta lê kha cả nạng mà châm đại lúc này dây nở bên ní. Ách miên này, đôi chìa lê kha cả nạng chân trái đại tế. Không bảo toàn lời. Nhóm mà tâm đăng bác cao cái nhóm tờ riêng nắng kê này dây thà Pol Pot đăng chia lê khá bạc cùng lê cảm phải chia nguồn chia nắng chia nụ lê khá bạc nắng nắng kê kê này dây lê khá bạc cùng lê cảm phải chia nắng cứ Pol Pot nắng bà này thà bởi dân cận lâu này thà bạc thiên nụ bạc thiên nắng hay nó không nắng nhóm khơi này thầm mạc phiếp mọi chuyện luôn để cho lòng phụ chung nó khởi miền thầm mộc xôn xên nó và khi mình bán khởi những sự đi thế nó về nó mình miền bọt miền con thế mà khởi ra một con phụ mà nẹ nó nên để đâu cho ruộng của lấy để riêng bị tổng linh phân nó hay bị chạy bị thả ta giảm mạch nó cứ đang chụp bạc về đang thả lục Pol Pot đang chia lê kha bạc chụp bạc và bị một mó cái bạc cả lê kha bạc đại chúng mua thế là phải nặng nhà đại khởi một cái Pol Pot nó đang một mạch đấy từ mà khởi những vụ nhóm bàn riệp rọp hàng đào mối mề nó còn khai chụp mỏ luôn ấy nhất đã kịch từ mỏ bàn chụp một cái tầm đang tháo lê kha bạc Pol Pot đấy chẳng phần về miền lưu dù dìa mà hơi lê kha bạc nóng tàng vì khăn nông chẳng lọ chật sập bay chật sập bốn nóng khiêm bàn thay lê kha bạc cùng đi Campuchia nóng đặc nòm đòi bạc cùng đi Campuchia nóng Pol Pot Pol Pot nóng vâng đè khơi nhé đòi Pol Pot đòi nuột chia nóng tầm khơi chú bạc một phê nóng để khiêm bàn chẳng riêng chú ông sao ná ca nóng và chú mô nóng lưu tàng vì khăn nông chẳng lọ chật bay chật bốn nóng mò. Bà xâm ọc cốn, chúng tôi có lời bật chuyện đi. Nhưng chẳng miên, chúng tôi xâm bật chuyện lần với anh chẳng miên này thà Pol Pot chia lê kha cái nạng bật chấm đi, mình trăm trái tê, bây thà bật chấm đi cứ chia lê kha bạ. Được chẳng bật chuyện. Nhưng chẳng bà, ta biết thế.
Bà xâm lục chuyên trái xa chết thầm ấy đối xa mạnh ạc bạc micro. Lê khá bạc cùng mình đi Campuchia. Bà xâm lục chuyện phần năng. Bà xâm ọc cốn. Khi nông chấm lai rồi bỏ lột đọt đáy, khi nông chấm lai đọt đáy năng. Lột bình chế ẩm phì mê đặc nòm tròn khắp bùa ruộng miền. Nguồn chia ta mốc xôn xên yên xử rì. Lúc ác chú ý bình dụng bán tế tha mê đựng nôm chọn khắp bố nha. Lúc xong đau từ lỡ vậy. Hồ xong đau từ lỡ nẹ thằng ổn năng cứ chìa nẹ đựng nôm. Nóm cái phía xa dương bà dự bán ấy thả nẹ đựng nóm rọt tha phí ba. Đựng nóm rọt tha phí ba phải có hòm. Chẳng là khi ông dây xâm đáo tha mê đựng nóm chọn phục. Phụ xâm máy nó nghe chẳng dây thả thân ạ lơ. Chẳng là phía xa nó nghe đầy cái hào tha mê đựng nóm chọn phục. Nóng khi ông phụ chạy từ mê nóng là bày ôi lục mê thử ví nghe sử dụng đập ấy nâng. Ông xa bà đá ca đang dô lòng phì ăn thần nây bò. Phía nâng bộ cầm chia chia thập tay bà bà nâng. Bà xong ọc cốn. Chúng xong mình chạy xa lăng vĩnh. Ta mê đặc nôm chôn khắp bốn lúc xong đau tay từ lơ. Rót tháp hị bà nây rồi bóp cầm bà chia thập tay. Rư mùi có lúc xong đau tay đò ăn cà bạ. Ông ca này dụ bài rồi bỏ bạc cùng mình đi Campuchia. Này rồi bỏ Campuchia chia tập tay nó đây. Cũng bà tuần sau về trong trung trăm có ai micro phone protobat ca sân đấy. Thế đó, nhóm đi dây này xong đau tao mê đặc nôm bạc cùng đi Campuchia. Xong sau khai bà nâng. Bà xâm ọc cún. Ông bánh mấy ní lúc bàn chạy bình chạy rồi hai tha lúc bàn ách thuê ca bánh chạy vì ca tựa khó trời. Rồi viên cái nạ ca mà thì ca mà chấm phát nâng cái nạ hạ chân trái bàn tê. Tại khi ông xâm xua lúc chỉ lẽ cái nạ lùm ất lấy mùi tha ta lúc ách bình chạy chung ông chùm nôm chủ đề hạ bàn tê tha cái nạ hạ chân trái. Hai nâng cái nạ cam mà thì cam mà chấm lắm. Mùi nà thông chiến. Nâng đôi khi bàn riêng rộp kháng đâm. Nhưng ta chấm về nhạc bị bánh hà nâng về. Về nôm ta chấm bông cục bò nôm ta chấm lõm đấy vô rương đấy về. Vì bà chúng ta bà nạ chân trái bò bạc nằm bòn chẳng khi có cái pháo phía xa nắng hay đó cái nạ chân trái bò mà châm bò bạc mà châm chẳng cái pháo phía xa nắng hay đó chẳng đó nhông việc nhếch mình chứ bán hay nó mồi về miền cá phân thì lòng rừng nắng hay nó nhông mình việc nhếch chun đi. Bà ở đây tới lúc chúc rính đọc bà lúc mình ai bình chạy bán không mình thay đáy hay khi nhóm mình xâm nụ bằng tỏ tiết. Vì bật mấy nhí mong bà hãy đọc mùi mà phây mùi bật. Lúc bàn bình chạy vì ẩm nạch rồi bỏ bà thiên phùng phía. Chỉ vì xe lúc bàn bình chạy chung phù tầm mốc. Đại lúc bàn lược viện xa lọc tha nơi lơ mốc miên tầm mũa. Và hai lúc bàn bình chế ông pi ông nạch rồi bò phùm phía chỉ nhạc cực cồng tiếng dù thiê nâng xì vil. Khi nông chúm nói ní khi em chong xua lúc tha
tam bọt bí sọt nâng ca an vọt chạy sạch đành rồi bỏ lúc đại lúc bàn cho ruộng nâng khăn nông rồi bọc Campuchia bà chết thập bạc tay thật ta ổng nát rồi bỏ cái nạp phùm phía chi ổng nát đạch ca mùi việc đôi chi đạch cánh đại ách xâm rách ca nghiệp xem xinh nơi khăn nông phùm phía rồi bọc luôn. Rút mũi có chi ổng nãy mũi đài màn ách phơ với bàn tế tòa tại miền ca prôm priêng bị thân ạ lờ, bị thân ạ chịt nơi khăn nông xa mây Campuchia bởi chí tập tay nó. Xâm lộng chùi bình chạy. Bị bực mình đi khi bàn đi dây bị rương tầm mốc. Vậy bị mình nãy tầm mốc thì mình nãy khơi người ta ta tồn ná, có khơi người ta vọt ở miền cột. Chẳng bà bàn nhóm chẳng xong lực ở rừng này nó khăn ông này cái nạp bạc của mình đi về để nhóm của bông riêng nhân đâu nhóm khơi khói khăn ông bọt ở tê sinh niêm ấy chẳng ở tia hoa tha gọt của bông tê sinh niêm ấy chẳng lục bột bột nắng lì khá bạc nắng của bông ở tê sinh niêm một rõ sự mặc phiệp để khâu một vạt bồn bồn nó không khởi miền ta ta mọc mũi đấy bồn bồn dễ tầng na mình từ nuống ấy chú cán dễ cắt mặt tàu mà nó phê để khi ông từ liên xô chú không phê nắng á chẳng bàn việc khi ông dễ tha ta mọc nắng mình men ta nay khi ông niệm đây đấy sống bay khi ông bạn cùng đi Campuchia nắng bồn bồn dễ còn hiền cắt đấy và khi ông đôi lộ nụn chia đôi ở lục xây xây nhé, nhưng mới phải hết chưa mình nghe hiền dây cắt cắt thì chẳng lục nội chết lục mê thì vì ở lục khi thằng pho nó lục xua vì rương nắng vô lại anh ấy xem khẩn lực khép clay clay đầm bay phải vô lên chẳng bàn đi tha tập mốc thì họ thập ra con top ở thứ ấy nắng mê mê nắng rồi tàu thì họ thà đập mò phu mê mùi rìa cái nó khi nhom vẫn lọp rút lọp chữ kẻ để xa quạt đấy mà rìa cái mỏ phun tăng tay và bạc cái đập thực hiệp cam chọp ấy ngã ảnh đi mà phô thì đấy số tiền lương bay nó rút bay như vậy chữ kẻ nó rút sẵn chờ đang quạt chân pin nào còn all on á và pin nào còn vừa chân mà hôm nay một quạt nó đang khi nhom thật lọp chụp bứt tay hay còn top để mày top mà chỉ luôn đây nó nhiệt đây nó nhom phải hết chứ khi mình chơi chơi muốn thế và vẫn bom cũng phải hết chứ bệnh miền đâu luôn nói chán đây cái là cái vùng thời ca nghe rồi tháp ba phong hồng prà chơi một cái cả tha sẽ được chụp tiền lương năng ấy lương năng hiện đang lương tầm mốc mốc về nay phần na ấy phần na chẳng ai bàn một bên đi còn bàn lìa chạ lô quay nhưng gì ấy đâu tha về miền ca phần rồi có cả nó bị thay cả phụ tế phụ tố với cha nhà thơm á chẳng bạc em lực dùng đùa bỏ lúc mê thịnh ví nó lúc chọn đắng là em đi dây đó và còn bàn lìa chạ lúc hay nó không nụt là cái dấu thiê nó mà bàn cắt tô không bàn mò đi cắt tô phong ạ bà con lúc xã xây xong lúc chọn nơi cả sát đập nơi cả thầm nua đại xua rồi bỏ mê thịnh ví bàn chắc mắt hay xong rồi khai tốp, từ nâng kiếp chăm bách hay nâng cực rõn, từ nâng cà lòng trâm cầm rất xong rồi đã xua bán hay đâm bây dương bà cân là bươn này xạm nạc cao bà dương nó qua bà phí bà liên miệng sật hiếp xong rồi bà tùy bà tò cà tăng xong rồi bà xong rồi con lô của thiến khi xong rồi lô chui bình chạy xa chế thầm mây thà châm phua ôm nai cho rô bò tầm mốc ta mà với đời lúc bàn miền bọc bình sọt vừa ca chỉ với quát cứ quát miền ẩm nái khăn nơi nông phung phía rồi bọc quát trong xong lúc ta lúc ách bình chạy bàn tế tha cho Phật Thiên phung phía đỏ tây lúc đài thlọp chú Phật Tia ý ca pra ẩm nái rồi bọc quát đài tế tha ta phung phía đỏ tây cái miên ẩm nai dạng đôi mặt đạch đáy cái pra ẩm nai đôi mặt đạch đáy khi
nhưng mình đăng tới lúc bị quan nó không phải là tí nữa nhưng mình đăng tới xong xoay clay vẫn bà xong ổ cún chưa bận to là tiết nhóm xong xua lộ tiệm tôn từ nâng ca bà chung rô bò cái nạ ca mà tì ca chân trầy đà lộc bàn chá nơi nông ai cả xa y bay lợi bay rồi học sập phì đà chi ai cả xa cầm nót hết nì ca sắp chấm lời xạ xấy rồi bỏ lộc chim sông an chún nơi nông ion chi phì xa khám ái xôn xôn mập hay muối xôn pí xôn bầm buồn ION chia phía xa ông lễ xôn xôn mà phê bà muối bạch bà bấy ION chia phía xa bà răng xôn xôn mà phê bà muối bạch xa bà muốn xôn bầy chúng xôn an chún môn bêl thuê ca bình chù con tốp rò bò phùm phía nè rật đấy đàm bây vi bà chăng nâng cầm áp hi ba rò bò phùm phía bò phía cứ bất chiếm miên cùng rộng xong to từ ION chỉ phải xác mai bằng tốt cứ xôn xôn mà phây muối xôn pí xôn đọng mà xong to xôn pí đọng nâng ca riêng chăm xâm rạp thuê ca bó xâm át ca mạp hị bạp tây khăn nông tiếng nu nâng miên ca bỏ chung riêng chăm cùng rộng đòi kể nạ ca mạp thị ca chân trái đà miên Pol Pot nuôn chiên nâng yên xỉ rì nước nông chúng nói này, lục ban Rica chun karya lai sa cha kram sơ bung kết âm pi ca prachum robo cana kamatika chan trai đam bay bình chul từ nông bình chul toa từ nông phung phiệp bộ pier nhóm sang xua lục tha ta lục đằng pi ca prachum này đòi được biệp ná lục ai bình chia bàn thế xong luôn đấy khi ông ban thơ bọt bằng hai ông hãy phèn ca khỏi bị tua phèn ca từ riêng sâu nắng phèn ca đang ấy để khi ông tha thôi rồi không may bệnh bắt kia tổng mưu tổng tụng tiếng Campuchia nắng cần để chọc bị riêng nắng cầm lăng bị chun tàu bị grab cầm lăng bô pia nắng nắng ấy để phèn ca pia nắng ấy và khi ông khơi không bắt bằng hai nick nhóm mình bị chạy chỗ không lục yên giới nào không nâng đấy mình khởi đại yên giới là hốt hay pel nâng pel để thôi cài chọc nâng ấy tàu phanh hà đầu càng bù pel nó thôn thôn nó còn lăng đỏ cục lấy những ô tàu muốn pel nâng còn lăng vì càng cặp bột nhóm nó chỉ một rần miền rần nhóm đấy nhóm đấy rin đấy nhóm bị chạy tụ la cà mà đó ngay lại lom phù vô rần nắng chưa xin nhà thì ca bỏ khai cấp bốn đi, bạn là sọc tè chết kia nắng nắng rần mùi na rìn mùi na, chẳng rần nắng đâu càng sọc ong xoay, đâu càng ong xoay đi đâu lâu đi cái đã sọc đòn tung đi. Bà sông ở côn lục trục rìn, chung trong bệnh trạng xa lần vĩnh chẳng bàn thì thà lốt bệnh ban cho rùm đòi to nơi không cách bà chung rô bó khả nạ chân trái nếu bê nụ tê. Bạn ta lúc bạn đăng nếu bê đại lúc tự thư ca sạc xa riêng sốt ta chân trăm trái tê. Trăm trâu phèn ca phê nâng. Phèn ca phê bó xâm át khám ăn nâng tam ê kì xa nâng. Nhưng bạn phải chạy bọt bằng hai chứ ra nâng phí rương nâng hay. Vì nó cũng bốn ấy chặt, đám chặt cầm lăng và chung một lăng thật bầu phía về riêng sốt chọp nó. À nó về nó cũng không cầm mình thi năng được không? Đấy đó là chân đó về ở trong lai khá, để em chọc
chun chun lai khla nang khnyom khoy ka sa se nang bo vi tau chea ke tha phsei pi khnia ba ba som okun chơi chumnoi ni khnyom nang sua lok ban thaim tiat tong te nang phiep tatu yok ban nei aikasa kamnot het sdap chumlai robos lok ni chơi khnyom som sua lok chumnoi muoy tiat tiat tong te nang át cầm băng cà rịa xa át cầm băng nơi khăn ông cà rịa xa ca sầm ngát nơi khăn ông bọc cầm bởi chi thập bật tay nó lúc khi ông bán sẽ đáp lưu miền nhạc xua lúc lạc rụi mọc hái của lòng màu ní có bọn tay khi ông chong ai lúc bình chạy tha ta ca nì dì ông pi ca bởi chung rô bò kỳ nạ à chân trai chỉ môi nâng cà riêng sốt đại lục đại lục ban bình trịa tham miên sạc hạ cam nẹ chỗ ruộng riêng sốt nó tràn rồi nẹ nó ta vì ai bác bỏ đó ca rẻ xa ca sầm ngắt nì dạng đôi mà đạch đáy lục ai chui bình trịa ban thế ปั๊บปอลคลั่งนะลูกเอกสารได้ครูถนัดพดนั่นไงได้ปั๊บปอลการสํางัดนั่นไงว่าใบบักเนี่ยคลั่งนะอย่าคลายปนังพวกผมอธิบายเรื่องนั้นช้านะให้สํารู้นั่นว่าได้แล้วกันแต่ปั๊บปอลคลั่งเป็นเต้นโอ้ยใบบักเออทําไมยืนนั่นหมอมจับหมอจุ่มเนี่ยบ้านไงนี่นะเวลาลูกโยนเลยครับผมอธิบายคลายปนังนั่น mà bị rẻ xa ca xuống ngát mình bàn nâng ấy và việc bạch bạch tịch tì ọ đừng ọ nâng bà xong ọ cún nhóm xong mình to ở xong nua rồi bọc nhóm tiệm tôn tên nâng ai cả xa đọt đá cứ ai cả xa ý bấy lơ bây rồi học sập bí ý ở ân chi phía xa khám ái xôn xôn mà phây muối xôn bí đọc bí chi phía xa bà ráng xôn xôn mà phây bà muối 85 ជាភាសាអង់គ្លេស00 26 87 97ខ្ញុំសូមអានជូនចំណុចដែលខ្ញុំនឹងលើកជាសំណួរចំពោះលោកនៅពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិស័យលេខ7លោកបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែ คิวสมพรได้ชี้เนี่ยละใบได้ชี้ปัญญวันก็ชี้ศัตรูระบบปะกุมนี้กัมพูชีได้จำนวนนี้โลกวานบัญชีคลาคลาหายเตะตรงตัวหนึ่งประวัตินึงนันยาการะบบโลกคิวสมพรได้โลกบานโจรวมเด็กน้องปะกุมนี้กัมพูชีกันล้อมมาทำมีนปัญหาไปคลาโน่คิวสมไอโลกช่วยบัญชีบันทายอัมพีเปียธา លោកខៀវសំផនคลายជាសត្រូវរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាเนี่ยតើលោកមានផុសតាងឬក៏ឯកសារអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់លើចំណុចនេះដែរទេ តែរឿងនេះគឺខ្ញុំពន្យល់ច្រើនមកខាងដើមហើយលោកមេធាវីពន្យល់តាំងពីដើមហេតុនោះមកហើយ นั่นใบปิยลเตี้ยที่สมเพียบใครปนังมาได้ลูกประเทศโดยสาเปวิลีนี่ให้ชมเนื้อเบียนสำนัวภายจีดับเนื้อเตี้ยเจียงเตี้ยให้สหการีบอกชมก็เบียนสำนัวภายจีจิตมือมองไอเตี้ยได้ไหมสมกุล Oui, Monsieur le Président, je voulais simplement préciser que, compte tenu des questions qui ont été posées aujourd'hui, j'aurai 30 minutes tout simplement d'interrogatoire pour le témoin, pour vous permettre d'organiser la session de demain.
បាទឥឡូវនេះដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចដំណើរការតាមដំណើរការរបស់យើងសម្រាប់សាក់សីរូបនេះក៏ដូចជាសាក់សីដែលអង្គរះគ្រប់ធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកដែរហើយដោយសារមេធាវីបានលើកឡើងអំពីគឺថាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះហើយអង្គរះក្រោយបានពិចារណាទៅដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចដំណើរការតាមដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រួលដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងក្នុងពេលនៃការសក្តិកម្មខ្លីរបៀបនេះ បាទធ្វើថ្ងៃថ្ងៃស្អែកនេះក៏ដូចជាមានបញ្ហាដែរមានបញ្ហាតែគាត់ទេគឺបញ្ហាតែទាំងសាក់សីបំរុងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដោយសារគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលគាត់មិនអាចនៅរងចាំរយៈពេលយូរបានដូច្នេះអង្គជំនះសម្រេចទទួលយកសំណើសុំនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកគឺសំផនបន្តការតាមសំណួររយៈពេលយ៉ាងយូរ30នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះសូមជួយ Bà xâm ổ cún lục thiên là khi nhóm chưa thà lục chủ rinh phải chìa ổn khẩm lăng đã hỏi bần tay khi nhóm tới tù tạm bệnh chìa rồi bỏ khẩm lực xa chung nhóm rác đã bày xua xung đô bình chọc. ទាក់ទងទៅនឹងការជំទាស់របស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញដែលតំណាងអាយកាតំណាងសហប្រជាញាបានលើកអំពីខ្សែអាត់ថតសម្លេងរបស់លោកថាលោកបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងខ្មែរប្រជាជនខ្មែរ Vietnam đã trở chấp luôn nơi khát công bố nó. Phim xong Lô Bật Thiên An Nhát đâm bay chạc nơi xâm lên đi đâm bay ôi xạ xây sắp nâng thư ca thao thị bài chạy tọp từ nâng xài ạc này rồi bỏ quạt lên xài ạc đài trừ xin hà xong lục thiên chạp xài nếu miên chị ai cả xa cứ đi mở rồi mà phải bấy lỡ bấy e trong chùm nói xôn xôn chạy đọc bầm bốn chạy xàm sập rám đó xôn xôn chạy mập hay muối chạy mập hay bầm mùi xong lúc thiên anh nhàn anh xa ai kia tới có ra làm kì bánh hả ai chứ ai kia xa xâm phía rô bò lúc chụp rín đã chìa ca thọt xâm lê như rô bò quần phơi đòi cầm là cái hay thôi tầm đây chụp rin nâng đã đòi là na kế thứ đây khăn á nhận sự một kết rồi có đòi là khăn na kế có thưa mình cáo hay đại cái xa không trong đường giang mách về ở mà bị ạt tạ nhàn ai cái xa đi và cứ ai cái xa đi tiệt tôn từ nâng cả thoát sầm lên rồi bỏ lục chụp rin នៅពេលដែលសហជាក្រុមកាយឡ័យសហជាក្រុមសើបអង្កេតបានធ្វើកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារ E3 លើ362បាទអរគុណរះទទួលយកទៅតាមសម្លើនេះហើយប្រកបឲ្យផ្នែកខាងសំឡេងនិងរូបភាពចាក់ផ្សាយនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រហើយនឹងទូរទស្សន៍ នៅវីដេអូនាទី19.35រហូតដល់21.23នៅឯកសារ D123/3R
Monsieur le Président, pendant que la technique s'occupe de la question, je voudrais savoir s'il y a possibilité que vous revoyiez votre décision de prolonger la session d'aujourd'hui d'une demi-heure. Ma première préoccupation est l'état de mon client. Je viens de lui demander s'il pouvait tenir pendant cette demi-heure. Il m'a expliqué que c'était difficile. Je sais que pour l'ensemble de la Chambre, il y a peut-être des questions d'efficacité, de gestion du témoin. Néanmoins, dans la mesure où nous sommes dans le cadre du temps qui avait été imparti au départ, je redemande à la Chambre de réexaminer sa position et de faire en sorte que nous puissions terminer l'audition de ce témoin demain matin. មិនមែនកើតឡើងដោយអង្គជំរះទេអង្គជំរះមានបំណងថានឹងលើកទៅធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែលោកស្រីទេបានបង្ហាញជំហរថាលោកស្រីនឹងមិនតាំងសំណួរយូរទេដំណងតែចំណាយពេល 3 ទី 1 ទី 2 សាក់សៃដែលត្រូវស្ដាប់ទៅថ្ងៃកម្មនៅថ្ងៃស្អែកនេះវាមានបញ្ហាគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មានបញ្ហាដែលគាត់ទៀមទាត្រូវការស្ដាប់ឲ្យបានចប់ចប់ដើមគាត់នឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងយប់ទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យចប់ហើយស្អែកឲ្យចប់ទៀតហើយវាសមស្របនឹងពេលវេលាដែលលោកស្រីបានស្នើសុំបញ្ជាក់មិ
tụm nông chỉ chấm nai để sam sớm để tì chẳng hay sam sớm để tì mình cua ở bên miền bắc nhá và dìa pê từ hay màu bính nơi thay sai chết tì dương bật bật nông mình chỉ lắm mấy bùa chả cầm anh ra chiếc cái châu rung về phía xa lùi bắc nhá đi để xôm chơi vật to. Bà xôm anh nhát chạ xài ô đi vô đôi bàn cầm nọt chú nằm bánh bánh bà. Nói là chú đi vô bài à, chạy nên nghe nó đây, để phêu đi, nếu không bắt không đi, thì nhận bánh ha. Bánh hạt phí đầm tầm chúng ta chỉ biết lúc tăng vì năm chết sắp bấy mô được các bạn hai năm đối viên được trốn cứ chia thì hả ta chịu không ai là riêng mình và tên một trốn nó đầy dưới một cao cho ngang thì hả ta bắt cùng đi cầm chia mà vì miền tí trốn nó ngay để thử ôi bánh hạ và cảm thấy chạc mê và khúc mà tôi ra ở đây mà Việt mình đang chuyên miền tí trốn mà không cho ngang bóng bóng đây tạc cùng đi tạc cùng đi đến miền miền hạ cho ngang cũng tạc cùng có mùi kì hả bạn này cùng đi cầm chia mà tuy nó đây là việc vật tiền hay vật vật trang thế á. I just would like that, to tell you that because the party they apply what I call the stubborn policy. Stubborn. Stubborn. Yes. Stubborn. That's why within the party they have two movements. Within the party at the same time is the Khmer Vietnam movement and another one is the labor movement. The labor party and that both call the Communist Party of Cambodia. Mai khang cũng đi Campuchia đến thử chặt luôn đúng không? Hãy xem lại cho đúng không? Bên trong I would like you can do the research further about this because at that time what the movement called Mai Việt Minh that came from Hà Nội. All of them were arrested and killed.
Bà xong mọi cuốn lúc chú rấn ta lúc ai đạp bàn tới bánh mình đi. Đạp bàn bà xong mọi cuốn chứ ông bánh bánh đi khi nhóm bàn đạp lứ chúng bố biết đại lúc bàn bà cứ khám ai Việt mình hơi nơi khăn ông ăn tập bật cầm nọt hai rồi bỏ lúc ní để thua lãng chỉ mùi cả giá lại xa chạc rộng sự bằng kết cứ bà ta khám ai Việt Nam ta lúc ách bình chạy bàn tới vì bịa tha khám ai Việt mình ní hay ta tha việc khó khăn khám ai Việt Nam ní dạng đổi mà đánh đại bà. Ất thần này đang đôi khía đi, phụ nhóm bàn tôi thực bạc bọt bằng hai ở lục rẻ nhà đánh đo về rừng này khi ông bị chạy để không may để mau bị Hà Nội nó nó có bột nó mà chỉ muốn miền bạc cát còn thọp nó đòi chẳng cái bay chạy thần đánh xe phụ không may Việt Minh phụ cả là cái phá biệt Việt Ninh Minh ấy mau cả là thầm máy đang Việt Cộng ấy thừa ở miền ca tụ họp bốn triệu mũi kia với ông Việt Cộng nước mai họp nước hết của bốn nó người nhóm ăn bài ở hai mày lực cũng lực tiệt đấy mà ông viên chính ái bán ấy của nhóm của họt nơi đây ấy nên xong dây clay bản nắng bà xong ở cuốn lấy ta mà vậy đài lô kết lô tha mai Việt mình nó cứ mai Việt Nam nó đôi chạy kia lô chồng vậy chân bên thế mẹ này mẹ Việt mình này Việt Nam được nghiệp phụ số mấy đó thì phải biểu Việt mình những màu bì không mẹ để màu chỉ mũi phụ diệt cộng cả lăng phụ diệt cộng nó ngày đó cả cả mặt tục chặt kia đó vậy à không mẹ Việt mình đang phóng vậy diệt cộng phóng đầu của bộ đúng vậy kia mở giật trục thông đấy và chia mà khai pi khai đấy bạn phải chụp vậy cái việc gì còn ai đừng còn thọc mày khom anh đang vì chặt bay mỏ rồi phải vô quật bị chặt bay mỏ bà sơ mỏ cún chẳng bàn ấy tha cứ lo mỏ cái mình đại prà bịa thạc mai Việt Nam thì cái prà mai Việt mình ta chẳng trông trời thế trầm trâu ấy của khi nhóm nó có phô nó phải phía xa ra mai Việt mình bà sông ở cún lục chục rín nhóm ở sông nua hai lục thiên sông ở xã mê tử vi bọc nhóm to sông nua bà sông ở cún bonjour monsieur Choukrin. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de M. Sampan et j'ai quelques questions de précision à vous poser. Dans la suite de ce qui vient d'être dit par mon confrère et à la suite de cet audio qui rappelle le terme que vous avez utilisé, Khmer Viet Minh, je voudrais que vous rappeliez à la Chambre un point que vous avez évoqué dans votre audition devant les enquêteurs des cours d'instruction. C'est le document E3-361, ORN en français, 02-68-88-0, en anglais, 00-766-449, et en Khmer, 00-19-44-63, et ça finit sur la page suivante. Dans cette déclaration, vous avez évoqué la naissance du PCK et les problèmes qu'il y a eu avec le Parti communiste d'Indochine. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez été personnellement témoin de ces problèmes au moment de la création du PCK ou c'est quelque chose que l'on vous a raconté? Bonjour, dans la déclaration faite
décoche de l'instruction, vous avez évoqué les problèmes qu'il y a eu au moment de la création du PCK comme parti indépendant khmer par rapport au parti communiste indochinois. Ma question était de savoir si vous avez réellement assisté à ces problèmes ou si c'est quelque chose que l'on vous a raconté. Mr. President, I'm not doing her best to help the witness. But in my respectful submission, the sentences that she's seeking to put to the witness from the document should be spoken verbatim to him. Je n'ai pas de problème à lire, Monsieur le Président. Je souhaitais simplement être dans la volonté d'efficacité, de vitesse de la Chambre. Mais si Monsieur le témoin préfère que je lui cite le passage, donc c'est les ERN que j'ai cités auparavant, vous avez indiqué. Le Parti communiste d'Indochine a réuni des cadres supérieurs dans le but d'instaurer une structure politique similaire au Cambodge. Ces cadres ont refusé cette idée et ont créé le Parti communiste du Kampuchea, PCK, à la place. Ce fait a été à la source d'un conflit entre le PCK et le Viet Cong. Ma question est donc, avez-vous personnellement assisté à ces problèmes au moment de la création du PCK, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a raconté? ថាគេនិយាយប្រាប់លោកទេបញ្ហានៅពេលដែលបង្កើតបកគុំនិកម្ពុជានេះខ្ញុំឆ្លើយខ្លីគាត់ថានេះវាមកពីការរៀនសូត្រប្រទេសនាមឯកសារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសមាជិកបកគុំនិកម្ពុជាហ្នឹងយកឯកសារហ្នឹងមករៀនសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតាមរយៈការរៀនសូត្រតាមការណែនាំពីថ្នាក់លើរបស់ខ្ញុំហ្នឹង Je vous remercie. Je veux en revenir maintenant à la période entre 1975 et 1979. Vous avez évoqué ce matin, en répondant à M. le procureur et également aux avocats de la partie civile, vous avez indiqué que vous aviez, après la victoire de 1975, été transféré à la frontière et que vous avez défendu le pays. En répondant également à mon confrère de l'équipe de défense de Nongchea, que vous étiez en guerre contre le Vietnam. Ma question est la suivante. Est-ce que au moment des premières questions, vous avez indiqué avoir participé à une vingtaine de combats cette période? Est-ce qu'à chaque fois, c'était des combats contre le Vietnam? Je pense qu'il doit y avoir un problème de traduction. Ma question était de savoir si la vingtaine de combats auxquels vous avez indiqué avoir participé avait lieu contre l'armée vietnamienne. Je ne sais pas si c'est un combat contre le Vietnam.
Dans la déclaration que j'ai citée également auparavant, vous avez indiqué, et je vais reciter à nouveau pour vous rafraîchir la mémoire, donc toujours les mêmes références que tout à l'heure, vous avez indiqué un conflit interne entre des pro-vietnamiens et des anti-vietnamiens est apparu au sein du PCK. Ma question est la suivante. Au moment où vous étiez en guerre contre le Vietnam entre 75 et 79, est-ce que les tendances anti- et pro-vietnamiennes continuaient au sein du Vietnam Rồi đôi lúc thấy đăng ấy phải chăng hay là hốt đòi xin làm cào bay nó ngày cào bay ấy nó xin làm cào mui để miền cà chà chà đâu thì còn phải đi nó phải chăng hay là hốt mà bản đồ Việt Nam nó bạn đòi tranh mà đòi tranh vì Campuchia nó đang bị cào bay nó sao vì năng máu miền đặc mày mày đấy ở miền này Việt Nam thì đây mày thực nghiệp của mày nó bạn phải chọc nó cào bay nó cào bay cào buồn đấy mày cào hòm lắm lụng rồi phải chọc đấy chẳng bạn trong mấy nó nòm cũng lăng mò đó gì đó về về sinh ái này cần phải chạy tha lượng nó về sừng lúa nó trong bán về như mò chả đấy xong gì clay của nó bạn đấy. Mr. President, forgive the interruption. Lục bá thiên, khi em xem một phim tôi đã khi em từ lâu một cắt, hay có xem một phim tôi đã khá thiệt ta khi em kết hợp hai chữ miền ca dù cho lắm từ lưới sầm nua đã bàn sau cho su thì lắng khi ta sắp thiệt ta khi em bàn lược lắng su từ lúc chụp rin nơi sầm nua bẹ phôn từ nâng nâng nề ca bạch chăng Việt Nam nơi khăn ông bạc của mình cầm bạch chia hay năng nâng nâng ca quan trọ Việt Nam được nông bạc của Campuchia. Vấn đề tạm được nhóm xung lực lắng kia thả xa xây cơ bản là dây ông PKV project đồ viên bạc của mình Campuchia chứ mùi nâng tế chiên Việt Nam khi nhóm kia thả nít chia bánh hạp P đạch bị khả nìa xô mò côn. J'ai bien fait une distinction, Monsieur le Président, dans ma question entre les tendances au sein du PCK et les combats. Et je pense que le témoin a parfaitement répondu. Cependant, il n'y a pas de problème à vérifier pour essayer de gagner du temps. Monsieur le témoin, vous avez entendu l'objection de Monsieur le Procureur. Est-ce que c'est clair, il était clair dans ma question, que lorsque je vous demandais s'il y avait deux tendances au sein du PCK, à savoir une tendance pro-vietnamienne et une tendance anti-vietnamienne, est-ce qu'il était clair que nous parlions bien du mouvement au sein du PCK? Và thế là bành mình khi nhóm như mùi lúc ông Pi cho là nà nơi khăn ông bạc cùng đi Campuchia lúc vô cho bà thế bành mình. Khi nhóm bàn bà chia hai thà sự kriếm đi khi nhóm chẳng khả nha con thọc mẹ của hôm nó còn thọc Việt Nam thì đó cối mô bàn đập bàn miền cho là nạ xê sống cụ chiến nó để đất nóm đòi đạch thằng bay rồi thằng ấy đi chẳng ấy cho là nạ đi thử ôi tục nóng khăn nà nóng về rừng xê đạch đòi lệch khả nha phải cho là nạ đi khứ nháy mà tôi ngay đi phải chia riêng thằng ổ nóng đâu ta con trô đại tổng bay nước đòi xa này ca làm bạn bỏ nhẹ đất non phải hòm nước ấy để miền tròn là đại tổng bay nước để còn miền là tròn là sông cù chiên nước mà vây là hôn Việt Nam đòi tranh ấy phải hòm vây mình xin nhà đấy vây mình xin nhà cầm lắng nước đấy nắng cá bớt đây bớt đấy thom mà đáp phía xa bỏ phải hòm về nước ở đây bàn con trua đấy từ mà lâu nay bọn phụ về hôm đây cái từ tua qua thà đại chẳng bay đang chia
xa xa chết bằng ruộng chết nâng đôi đôi ở lâu nấy cái xa bởi vì muốn nó cái ở nấy đấy cái thà cọt nâng cứ chia không may để con trò đòi Việt đòi Việt Nam đòi Việt Nam vấn đề đó sợ thấy nhưng mà mình rất hay về lý cứ ai về chết bản thân và sợ thấy miền này gì về thì mui cứ xong rồi sợ thấy sẽ đập sụn nuôi bán hơi cho lời to được hiệp chạm bách hơi nâng xong là mồm tới nâng sụn nuôi bán hơi khi viên là tha thì bay về cứ vì ăn phải giàu hơi khát bằng phê về lý prapra phê về lý mình miền bản thân được hiệp tê thì phí từ nông chia ca dù ca sẽ đập sụn nuôi hơi nâng chạm lời nhưng đôi khi mình dù kia tế đầu viên là sụn nuôi nâng chạm lời đi đôi khi miền ca khóc nia chia ai rồi viên một than để cà xúa cái phần phải lấy cái xa để miến sạp nì hay nâng lục chia lời nước để chia ngày việc nè nãy đập nên mình chui đi lục mình tự biết ai xúa sạ xúa mà đòn tiền đầm bay ở trong nâng sầm núa hay ở chỗ ba tới đầm bay ở sạ xây chia lời chỗ ba hay chia lời khay bán này và dân chụp diêm chia lời với ai à prape về liêu tiền nâng tới to cả set to đi chứ nâng ai để về liêu ai làm ông pram ai đâu và thân bà lục Monsieur le témoin, je vous rappelle à nouveau ce que vous avez indiqué dans votre déclaration au 3-6-1. Je cite un extrait de votre réponse à une question des enquêteurs, et voilà ce que vous dites. Un conflit interne entre des Vietnamiens et des anti-Vietnamiens est apparu au sein du PCK. Donc, question très clairement. Lục bà thiên xong ở quán lục mê tử vi này dì ngay micro một tí đập ớt ớt lưu đó còn nó kịp về mà xong một phê tù. Est-ce que au moment de la guerre avec le Vietnam entre 75 et 79, ces deux tendances ont perduré au sein du PCK? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y avait une guerre entre deux factions du PCK? Parce que j'avais cru comprendre tout à l'heure que vous avez expliqué que vous étiez en guerre avec l'armée vietnamienne. Est-ce que vous pouvez clarifier, s'il vous plaît? Je suis en guerre avec l'armée vietnamienne. Je suis en guerre avec l'armée vietnamienne. Vous venez de me répondre, monsieur le témoin, que il y avait, c'est pour ça que la guerre a continué entre les deux factions. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a eu la guerre entre deux factions du PCK ou la guerre entre l'armée du PCK et l'armée vietnamienne? Việt Nam đừng bạn không lấy Campuchia. Je vous remercie de cette précision. Et en ce qui concerne les factions au sein du PCK, est-ce que vous maintenez qu'elles ont perduré pendant la guerre du Vietnam, c'est-à-dire qu'au sein même du PCK, il y avait deux factions. Je veux que ce soit bien clair. Vous avez dit que 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 vous Thank you.
ប៉ុន្តែរឿងគេតស៊ូប្រឆាំងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអានឹងជារឿងផ្សេងទាក់ទិនរឿងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះឬបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលធ្វើគេខ្លាចគេនៅម្បានអានឹងគេប្រឆាំងឬផ្សេង Je vais avancer. Vous avez évoqué avec monsieur le procureur la question de purge dans la zone Est. Première question, est-ce que vous connaissez Chan Chakray? Nhầm lưu thầy chú mô thế á, nhầm đại khơi mục có lúc đó thế. Lưu thầy chú mô, lưu thầy tam ấy cái sai mấy bạc cùng đi Campuchia nó khét cái nhầm này chúng tôi lưu cái rương chẳng chạc cái con bốn lắm, mấy con bốn gọi thư đoạt hạ bốn bốn đấy nữa. Nhầm lưu chú mô thế, nhầm bán khơi nhầm, lưu thầy tam ấy cái sai thế, lưu nó Dans votre déclaration E3-361, ERN en français 00-268-887, en anglais 00-666-455, et en khmer 001-944-470, voilà ce que vous répondez à un enquêteur du bureau des juges d'instruction. En 1976, les 280e et 290e divisions, sous le commandement de Chan Chakray, ont tenté de renverser Pol Pot sans succès. Il a été arrêté par les forces de la 703e division de Pol Pot. La question est de savoir comment vous avez été informé de ces faits? Est-ce que c'était quelque chose dont vous avez été témoin direct? ហេតុការណ៍នេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនតែឈ្មោះអានេះមេកងពលហ្នឹងហើយកងពលហ្នឹងហើយដែលពលពតថាចាត់ទុកការធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងទូទាំងប្រទេស តបហ្នឹងគឺគេរៀនសូត្រជាឯកសារមកនឹងរៀនសូត្រឯកសារអំពីការរដ្ឋប្រហារហ្នឹង Plus loin dans votre déclaration, vous indiquez entre 1977 et 1978, une troupe de commando vietnamienne a attaqué la base du centre en plein cœur de Phnom Penh. La majorité des Vietnamiens sont décédés et certains ont été arrêtés. Là encore, est-ce que ce sont des faits dont vous avez eu connaissance par vos lectures? ពេលដែលមានផ្ទុះអាវុធនៅភ្នំពេញហ្នឹងអាហ្នឹងកម្លាំងទាំងអស់គឺត្រៀមចេញមកជួយតែគាំងកពតខាងអីហ្នឹងត្រៀមមកបានដល់លើកថាវាអត់មានអីទេបញ្ចប់អស់ហើយវារត់ទៅវិញអស់ហើយតែអាហ្នឹងគឺវាធ្វើទៅផ្សព្វផ្សាយដឹងគ្រប់អង្គភាពកងទ័ពគឺបានដឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់ Dernier point que je voudrais aborder avec vous, vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur le peuple du 17 avril. Dans votre PV d'hier, c'était après 13h40, le procureur vous a demandé à
Quelle date des gens vous ont dit que les 17 avril étaient des ennemis? Voilà ce que vous avez répondu. Je n'ai jamais reçu d'instruction à cet effet, mais ceux qui étaient du côté des soldats de l'UNOL étaient considérés comme des 17 avril ou comme les 17 avril. Mais je n'ai jamais reçu d'ordre qu'il fallait les considérer comme des ennemis. Une question de précision sur ce point. Le peuple du 17 avril, selon ce que je viens de lire, c'était des gens qui travaillaient avec l'UNOL. Est-ce qu'il s'agissait de soldats de l'UNOL ou s'agissait-il d'autre chose, d'autres personnes? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par le peuple du 17 avril précisément? Còn tốt rồi có protection civil thông mặt à. Protection đọc một phần mê xa nắng. Mình đau thật con tốt thật civil lấy thế rồi là. Nẹ đề khối ngay đọc một phần mê xa nắng thì chạy tục thả. Vụ đọc một phần lấy thì xa xa máy nhé. Xong lại lấy phần nắng. Vụ kiểm bán vị nhị ổ hát. Mình xa là mình nhé. Et vous confirmez ce que vous avez dit, à savoir que personne ne vous a dit de les considérer comme des ennemis. C'est bien ça. Bình cọp anh chia lúc ở chặt tục protection đập làm pi mê xa đi chia khăn để chân mình đi. Trầm trâu á. Et le tout dernier point, est-ce que dans le cadre, vous avez indiqué que dans le cadre de votre travail de soldat, vous avez eu à effectuer des travaux d'agriculture, en plus de défendre le pays, à qui était destiné le produit de votre travail agricole? Còn tọp nó cứ miền thực khlẹng mùi, đó khlẹng nó cứ mê tọp và khi nó khét nó mê tọp bỏ khét cái phẩm mô cho đặt khlẹng được ngói, còn tọp nó chạm để tuôn làm co, thằng lọp một vinh hộp. Et ce riz servait à l'alimentation de qui? Ta nè ông co nó sau nâng nè pra sầm rập nè quất công à ha đo nè nà đấy quất công con thọp sầm rập con thọp cùng. Donc, si je comprends bien, les travaux agricoles que vous effectuiez pendant cette période, c'était pour votre propre subsistance. Nè, khuôn anh thầm đòn chân mình thế. Trâm trâu. Monsieur le Président, j'ai essayé de faire au mieux et je m'arrête ici de mes questions. Sâm nu, nâng à bàn pra sa bàm phót hay là nít nhóm sâm bàn chọp trâm nít hay lô bà thiên. Sâm ọc côn. Et je remercie le témoin, bien évidemment. Bà nhóm sâm ọc côn lôk xạ xây phong đài. Bà ọc côn. សម្រាប់ការថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយខ្ញុំជម្រះត្រឡប់ដំបងប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី21ខែមេសាឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកតើសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជម្រះនឹងធ្វើសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មសកម្មភាពដែលមានហាសនាមTC ដើម្បីភាកីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះនឹងសាធារណជនជ្រាបលោកជុករិនការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយអង្គជម្រះសូមអរគុណលោកជុករិនដែលបានមករកសក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជម្រះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយមានភាពអត់ធ្មត់ខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងរឿងក្តីនេះ.
សូមជូនពរលោកមានសុខភាពល្អមន្ត្រីអង្គភាពកងពីសាក់សៃនិងអ្នកជំនាញអនុរិយអន្តិភូមិខាំងអបតកខាការជាមួយនឹងអនុរិយនៃមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី1ព្រៃសរក្នុងការបញ្ជូនលោកឈុករិនទៅកាន់មណ្ឌលអប់រំកាយប្រែព្រៃសរទី1ព្រៃសរបញ្ចុះហើយបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីអរដ្ឋបាលតុលាការរមូលជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភាពកងពីសាក់សៃនិងអ្នកជំនាញក្នុងការបញ្ជូនសាក់សៃបំរុង ទីស៊ីដែលយុមរយ21វាត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅវិញនិងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់ក្នុងចាំសម្រាប់សាក់សីដែលនៅក្បែរបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកត្រឹមបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅខាងក្រោមសាលសមការនេះដែលមានរៀបចំនៅឧបករណ៍សោះទោះសម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចការពីចម្ងាយតាមមធ្យោបាយសោះទោះសម្រាប់ចុះសូមកោតខ្ញុំ